Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Đồ Họa Thuận Yến. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện shot 1 trong cái file hướng dẫn video 2D về cô gái Linda này ha. Thì trong cái shot đầu tiên này, thì đó là cái cảnh Toàn và cô gái này đứng nhìn về phía bờ hồ. Thì trước tiên mình có thể tham khảo một số cái trước khi mình thiết kế thì mình có thể tham khảo một số cái file thực tế ha. Thì đây ví dụ như đây là những cái cảnh bờ hồ nè, thì đây đều là những cái cảnh ngược sáng, mình thấy là những nhân vật nó sẽ rất là tối và nó sẽ có một cái phần ánh sáng như thế này, là các bạn có thể tham khảo. Đây ví dụ như những cảnh như thế này nha. Mình sẽ tham khảo từ cái file này. Cô gái đứng trên bờ hồ và phía xa, ở phía xa là những cái nhà thành phố. Rồi, sau khi mà mình đã có phần ý tưởng, có kịch bản rồi thì mình sẽ tiếp tục mình thiết kế cái phần graphic nha. Thì đây là file Photoshop mà mình đã thiết kế rồi, mình đã chuẩn bị rồi á. Thì các bạn sẽ thiết kế những cái file này bên phần mềm Photoshop, hoặc các bạn nào rành về Illustrator thì các bạn thiết kế bên Illustrator cũng được nha. Và nguyên tắc thiết kế thì vẫn là các bạn phải tách nó thành từng lớp layer như thế này. Cây xa, cây gần, rồi nhà. Rồi, sau đó thiết kế nhân vật. Thì đây mình tách nhân vật làm hai á, một là phần tóc và hai là phần thân. Tại vì trong cái video này thì mình sẽ không có diễn hoạt nhân vật chuyển động nhiều, chủ yếu là mình chỉ diễn hoạt phần tóc nó bay trong gió một xíu thôi. Còn phần thân thì trong cái shot 3 mình sẽ hướng dẫn cho các bạn diễn hoạt nhân vật chuyển động đi trong cái file shot 3 ha. Còn trong này thì mình chủ yếu là mình thiết lập cái phần ánh sáng ngoài cảnh. Rồi, thì những cái file graphic mình cũng đã thiết kế rồi. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị tiến hành mình thực hành cái shot 1 này ha các bạn. Thì trong đây mình có sử dụng một cái plugin để mình tạo những cái hiệu ứng mà cái phần ánh sáng nó ăn vào trong cái nhân vật của mình ha. Cái chỗ này các bạn thấy là ở chỗ những cái phần ánh sáng chỗ đây nè, những chỗ rì rì này nè, các bạn sẽ thấy nè, đó, những chỗ này, hoặc là những cái phần ánh sáng mà nó đi vào trong cái thành, chỗ những cái thành chỗ này, những chỗ thành nhân vật, thành tòa nhà nè, những chỗ này, thì đây, hoặc là những chỗ bên cô gái nè, những cái phần ánh sáng nó ăn vào trong cơ thể như thế này để tạo cái hiệu ứng chân thật hơn cho cái video của mình. Thì mình sẽ sử dụng một cái plugin nha. Mình sẽ sử dụng một cái plugin, đó là Flywrap. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái plugin này trước. Trong cái file mà mình gửi kèm theo á, thì nó sẽ có cái version Kinshui nè. Các bạn vào đây, các bạn sẽ vào trong cái chỗ này, Kin nè, các bạn click phải vào, các bạn run để các bạn cài đặt cái file này ha. Các bạn chọn yes. Next. Rồi, ở đây do mình đã có cài rồi nên nó đã có cái serial number. Còn nếu không thì các bạn cứ vào trong cái key này. Các bạn vào trong key này ha, các bạn copy. Copy key này, các bạn paste vào trong đây ha, paste vào trong cái serial nè. Các bạn submit. Tương tự, các bạn kéo xuống đây, cái chỗ Primer Skier nè. Cũng tương tự, các bạn copy dòng này. Các bạn paste vào. Rồi. Các bạn làm tương tự đối với Warp và copy nha. Rồi, sau đó các bạn paste vào đây. Các bạn submit. Rồi, ok. Sau đó mình net. Các bạn accept ha. Rồi, net. Sau đó các bạn cứ chọn cho mình là After Effects Premiere CC 2018. Các bạn cài cho phiên bản 20 thì các bạn cũng cứ chọn dòng này cho mình. Các bạn net ha. Rồi install.
Sau khi cài đặt xong á thì các bạn sẽ hiện ra cái bảng này, các bạn chọn cho mình là Phoenix. Rồi như vậy là mình vừa cài xong cái LiveWAP á. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành, các bạn mở cái phần mềm AppTalk lên. Thì đầu tiên các bạn sẽ import file vào. Các bạn chọn hai cái file này á. Các bạn import thì mình sẽ chọn là dạng composition retain layer size. Rồi sau đó mình import vào. Rồi, đầu tiên các bạn lướt phải vào cái cơm hồ này nè, các bạn chọn composition setting để mình kiểm tra lại thông số ha. Ở đây nó là full HD. Rồi, cái duration ở đây hiện tại là 20 giây. Mình thấy nó hơi dài, các bạn có thể là giảm lại còn 2 hoặc 3 giây thôi. Ở đây mình cho 2 giây thôi ha. Rồi các bạn chọn cho mình là ok. Rồi, các bạn sẽ tạo một cái cơm final. Tạo cho mình một cơm final ha. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo cái cơm hồ này từ trên xuống. Rồi, sau đó các bạn lít đúp vào cơm hồ này. Ở đây, mình thấy là cái phần background này thì hiện tại mình không cần, thì các bạn có thể xóa nó đi. Phần trời này, bầu trời này, mình cũng xóa đi ha. Sau đó mình sẽ tạo lại bằng một file mới. Rồi, phần nước này, các bạn cũng xóa đi luôn nha. Rồi, sau đó các bạn trở về cơm final. Ở đây, các bạn tạo lại cho mình bầu trời bằng cách các bạn lít phải vào vùng trống, các bạn tạo cho mình một cái new solid. Ở đây mình sẽ chọn là background, các bạn để dưới ha. Mình sẽ chỉnh màu cho cái nền trời này bằng cách là vào effect nè, các bạn chọn cho mình effect là radiant. Rồi các bạn kéo cái radiant ram vào ha. Thì bầu trời buổi chiều á thì nó sẽ ngã sang màu hơi cam cam. Thì ở đây mình sẽ điều chỉnh cái mã màu nó là ở đây star color này, các bạn click vào đây. Mình sẽ cho nó mã màu là B1FFFC á, để có màu hơi xanh xanh như thế này. Ok. Rồi cái phần end color thì các bạn sẽ cho nó màu hơi cam một xíu. Mã màu mình ở đây mình sẽ cho là FC DD. Rồi AC á, là màu hơi cam như thế này, các bạn chọn ok cho mình. Rồi, mình sẽ cho ở đây là màu chuyển sắc như thế này nha. Các bạn không thích màu này thì các bạn tùy chọn màu khác cũng được. Sau đó các bạn sẽ copy cái background này, các bạn cần Ctrl C á. Các bạn vào trong cái cơm hồ ở đây, các bạn cần Ctrl V paste vào. Và các bạn để background này nằm dưới cùng, sau đó các bạn ẩn nó đi. Mình copy cái background này vào chủ yếu là để mình sử dụng cái thuộc tính LiveWAP. Mình muốn cho cái ánh sáng này nó ăn vào trong đối tượng nha. Thì mình mới copy cái background này vào đây. Rồi, sau đó các bạn vào Effect Reset nè. Các bạn sử dụng cho mình cái LiveWAP. Đây, LiveWAP ha. Các bạn kéo vào trong cái cây nè. Ở đây mình cây gần nha. Rồi sau đó các bạn sẽ trong cái chỗ mà Effect Control nè, ở đây các bạn sẽ chọn thông số cho mình background layer, các bạn sẽ chọn là background. Mình sẽ warp theo màu background á. Rồi, đồng thời cái chỗ sụt này các bạn sẽ đổi về effect và mask để nó sẽ chuyển đổi theo màu của cái radiant. Còn nếu không chọn thì nó sẽ theo màu của layer các bạn. Thì đây nè, các bạn sẽ thấy nó sẽ xuất hiện cái phần ánh sáng ăn vào trong đối tượng như thế này để mình tạo cái độ chân thực hơn cho cái đối tượng của mình thôi.
Ở đây các bạn có thể điều chỉnh là tăng cái phần blur này lên cho nó nhiều hay ít ha, tùy thuộc vào đối tượng của mình. Quick nè. Đấy. Đây, đây mình cho bình thường thôi, mặc định thôi. Thì đó là cái hiệu ứng light warp á. Rồi, ví dụ như trường hợp mà các bạn muốn chỉnh màu thêm cho đối tượng của mình á, thì các bạn có thể áp dụng cái lệnh Huê Huê Saturation nè. Các bạn kéo vào, rồi các bạn để cho nó nằm ở trên cái light warp á, để mình điều chỉnh. Thì cái lệnh Huê Saturation này, Hue Saturation này là để giúp mình chỉnh màu. Ở đây lệnh Hue nè thì nó sẽ điều chỉnh đổi chuyển đổi màu sắc từ màu này qua màu khác á, như thế này. Còn Saturation á là để tăng cái độ bão hòa màu, cho màu nó tươi hơn, nó rực rỡ, nó nhiều màu hơn, hoặc là giảm nó về không màu. Còn Lightness là để điều chỉnh độ sáng tối. Trong trường hợp này màu này mình đã làm ổn bên Photoshop rồi nên mình sẽ không cần tùy chỉnh nữa. Rồi, tương tự đối với những đối tượng còn lại thì các bạn cũng sẽ sử dụng light warp cho nó. Đây, nên mình sẽ copy tất cả những cái đối tượng này vào tất cả những copy cái light warp này nè vào trong những cái đối tượng còn lại. Thì cách copy là các bạn chỉ cần chọn ngay effect thôi, các bạn cần cho C, rồi sau đó các bạn chọn vào đối tượng mới, các bạn cần Ctrl V các bạn bắt vào. À, thì như vậy thì các bạn đã bắt cái effect vào trong đây rồi. À, các bạn chọn nhiều đối tượng các bạn cần lên V cũng được ha. Thì đây mình đã có phần hiệu ứng ánh sáng áp vào trong đối tượng rồi ha. Rồi tiếp theo thì các bạn kéo cái file Linda Shot 1 này nè, các bạn kéo vào trong cơm hồ ha. Rồi sau đó các bạn có thể là điều chỉnh vị trí cho nó thích hợp. Rồi cho nằm đây ha. Rồi tương tự các bạn cũng sẽ sử dụng cái light warp cho cái đối tượng của mình. Các bạn copy từ cái file này qua đi, các bạn chọn light warp. Các bạn cũng copy vào file Linda như thế này. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là khi mà copy vào như thế này nè thì cái phần ánh sáng nó sẽ ăn vào toàn bộ đối tượng. Mình nhìn thấy nó sẽ rất là kỳ. À, nó rất là kỳ nó. Tại vì cái ánh sáng không thể nào mà nó đi như vậy được. Mình sẽ muốn là tạo một cái nguồn sáng. Mình á, mình sẽ muốn là mình sẽ tạo một cái nguồn sáng. Ví dụ như mặt trời của mình nó sẽ nằm ở đây. Nè. Đây là cái mặt trời của mình nó sẽ nằm ở đây. Và nó sẽ có nguồn sáng nó chiếu theo hướng từ bên đây qua như thế này, nó chiếu sáng từ bên đây qua như thế này nè. Đấy, nguồn sáng mình nằm khoảng bên đây mình chiếu qua ha. Đó thì cái phần ánh sáng của mình nó chỉ nằm ở trong khoảng bên đây thôi, còn phần bên đây thì nó sẽ không có, tức là sáng nó chỉ nằm ở bên khoảng bên đây nè, còn phần bên đây thì nó không có. À, phần bên này thì nó không có. Rồi do đó là các bạn không thể nào mà tạo cái hiệu ứng ánh sáng nó ăn toàn bộ nhân vật của nhân vật như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ không có hợp lý. Do đó thì mình sẽ điều chỉnh lại ha. Ở đây các bạn cần reset cho mình. Rồi, các bạn xóa cái light warp này đi. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ cần trên D lên cho mình một cái lớp Linda sắc một nè. Rồi, sau đó các bạn sẽ cần trên D cái background lên. Và các bạn đưa nó lên trên cái Linda Shot 1 này. Sau đó các bạn chọn cái đối tượng, hai đối tượng này, các bạn lít phải, các bạn recurve. Các bạn chọn là đặt tên là ánh sáng cho nhân vật. Rồi sau đó các bạn ok á. Rồi các bạn lít đúp vào cơm ánh sáng nhân vật này. Ở đây các bạn cũng sẽ sử dụng light warp. Rồi các bạn kéo cái light warp vào ha. Rồi trong mục background layer này các bạn cũng chọn cho mình là background. Rồi sụt đây các bạn cũng chọn cho mình là effect and mask. Rồi sau đó chọn cái chỗ operation nè, các bạn sẽ chọn cho mình là warp only để nó chỉ có phần warp thôi.
Rồi sau đó các bạn sẽ điều chỉnh cái width này, gọi là cái độ blur cho nó phù hợp. X ít width thôi. Rồi, nó có một cái phần ánh sáng nhỏ như thế này ha. Sau đó các bạn trở về cơm hồ cho mình. Rồi bây giờ mình chỉ muốn có một phần thôi, thì các bạn sẽ dùng cái công cụ vẽ mask ở đây. Các bạn vẽ mask lại cho nhân vật của mình ha. Thì mình muốn là nó chỉ có một cái phần ánh sáng ở bên này thôi. Thì các bạn vẽ cho mình cái mask ở bên này ha, như thế này. Đấy. Rồi sau đó các bạn nhớ là tăng mask feeder lên. Các bạn nhấn F để mở mask feeder nè, tăng mask feeder lên. Thì như vậy, lúc này cái phần ánh sáng của mình nó chỉ chiếu từ một bên qua như thế này thôi. Rồi tiếp theo, các bạn xem lại cái video của mình. Các bạn sẽ thấy là ở phía xa này nè. Ở phía xa này, ở những vị trí chỗ này nè, chỗ gần cái phần cây này, các bạn sẽ thấy nó có một cái phần sóng, sóng, cái phần mà gợn sóng nó đánh lên nè. Các bạn xem lại cái video ha. Này các bạn để ý kỹ cái phần ở đây. Đấy, các bạn thấy là ở phía những cái hàng cây gần xa xa đây, nó sẽ có phần nước gợn lên như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn thực hiện phần nước gợn sóng ở đây, giống như tạo cảm giác là sóng nó đang đánh vào những cái hàng cây ở ngoài xa này. Rồi đầu tiên các bạn trở về cửa sổ project nè, các bạn tạo cho mình một cái cơm, các bạn đặt tên là cơm sóng. Rồi ở đây mình sẽ cho kích thước chiều cao nó khoảng là 200 thôi. Rồi các bạn ok. Sau đó các bạn vẽ cho mình một cái shape row nè, vẽ một cái shape hình màu đen á. Rồi để điều chỉnh cái độ cong của hai bên này á, thì các bạn sổ xuống nè. Trong cái mục rectangle path này, ở đây mình có thể điều chỉnh cái roughness để tăng hay là giảm độ cong. Mình cho khoảng như vậy là được. Rồi sau đó mình muốn là cái phần đường như này nè, nó sẽ cong, nó gợn gợn sóng lên, thì mình sẽ sử dụng một cái effect đó là stolen display á. Các bạn kéo vào trong cái shape của mình, thì lúc này các bạn thấy nó sẽ uốn cong á. Mình muốn điều chỉnh cái phần này cong nhiều hay ít thì các bạn điều chỉnh này, cái size này các bạn sẽ điều chỉnh nó cong nhiều hay ít ha. Đó, thì mình cho nó tầm khoảng ba sáu đi nha. Rồi amount này chính là cái này, nó cũng điều chỉnh cho cái phần này nó cong nhiều hay ít ha. Các bạn có thể điều chỉnh cho nó phù hợp. Ở đây mình cho nó khoảng 40 đi. Rồi cho nó khoảng 55 đi. Rồi evolution thì các bạn sẽ điều chỉnh chính là nó có sự thay đổi biến thiên nha. Đấy, mình thấy cái phần 55 này nó hơi nhiều rồi, mình cho nó khoảng 45 thôi. Rồi sau đó các bạn sẽ giữ Alt, click vào cái Evolution nè. Giữ Alt nè, click vào cái đồng hồ cho Evolution. Rồi, sau đó nó sẽ xuất hiện một cái dòng expression, dòng lệnh nè. Rồi các bạn viết câu lệnh vào đây. Ở đây mình sẽ viết câu lệnh là Time và Sound, nhưng cho một số nào đó. Ở đây mình sẽ nhân cho khoảng 100. Rồi các bạn xem lại. Nè, nó đã có phần gần gần sóng như thế này rồi ha. Thì các bạn muốn nó nhiều hay ít thì tùy thuộc vào cái time của các bạn, nó nhanh hay nó chậm thôi. Time nhân cho một số này càng nhiều á thì cái sự biến đổi cái phần gợn sóng ở đây nó càng nhiều, và ngược lại á. Rồi sau đó các bạn trở về cửa sổ project, các bạn tạo cho mình một cái cơm mới. Ở đây mình tạo là cơm sống cơm. Các bạn nhớ đặt tên. Trước tiên là các bạn cứ đặt tên giống mình để các bạn dễ quản lý ha. Rồi ở cái cơm sống cơm này mình sẽ cho nó kích thước là Full HD bình thường, 1920x1080 các bạn. Rồi ok. Sau đó các bạn sẽ lôi cơm sống nè,
vào trong cơm sống cơm này. Rồi sau đó các bạn giảm opacity lại khoảng 60% á. Rồi sau đó các bạn Ctrl D cái cơm này lên, các bạn kéo lại frame ra, các bạn kéo lại vị trí ra chứ, và lệch vị trí ra như thế này. Rồi các bạn cứ Ctrl D nó ra, rồi sau đó các bạn kéo lệch vị trí nó. Rồi các bạn nhân lên nhiều lớp, sau đó các bạn kéo lệch nó ra nhiều vị trí như thế này. Các bạn nhân lên khoảng 20 lớp là được rồi ha. Ví dụ như nó như thế này, nó phải như thế này. Này để nó có những cái phần gợn đậm nhạt khác nhau, để nó tạo cái phần gợn sóng cho mình nha. Rồi sau đó các bạn chọn tất cả những đối tượng ở đây. Các bạn chọn tất cả những đối tượng ở đây. Tất cả những cái cơm sóng nè, trong cái cột Blend Mode, các bạn sẽ chọn cho mình là Stillhouse Alpha. Các bạn chọn cho mình là Stillhouse Alpha, chế độ hòa trộn. Trường hợp các bạn không có cục mod này á, thì các bạn nhớ là bật ở góc trái này nha. Rồi sau đó các bạn trở về cơm hồ cho mình. Bạn trở về cơm hồ, các bạn sẽ kéo cơm sống cơm vào. Các bạn kéo cơm sống cơm vào á. Rồi các bạn vẫn chưa thấy điều gì xảy ra. Các bạn sẽ bật cho mình cái dấu sao vô đây nè. Các bạn bật lên để nó lấy lại những thuộc tính ở bên trong của nó mà lít vào. Thì lúc này các bạn thấy là nó đã cắt cái lan can của mình rồi. Sau đó các bạn nhấn position, các bạn di chuyển cho nó lên. Đấy, để nó vừa cắt cái cây sa thôi, như thế này. Thì các bạn thấy là nó đang cắt cái cây sa rồi nè, nó đã có sóng sóng ở phần cây sa rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là nó sẽ cắt luôn cả những phần cây gần và cả lan can. Tức là các bạn sẽ thấy những cái đối tượng nào nằm ở phía dưới nó, nằm ở phía dưới cái cơm sống cơm này nè, nó đều cắt những đối tượng đó hết. Thì do đó ví dụ như các bạn không muốn cắt những phần cây gần nè, không muốn cắt cái lan can nè, thì các bạn chọn những cái đối tượng này, hai cái cây gần với lan can nè, các bạn kéo cho nó nằm lên trên cơm sống. Thì lúc này nó sẽ không cắt những đối tượng này nữa, mà nó chỉ cắt những đối tượng còn lại nằm bên dưới thôi. Đấy. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn hết tất cả những đối tượng ở đây. Đây, bao gồm là chọn hết tất cả đối tượng nha. Các bạn bật 3D lên cho mình. Tại sao các bạn phải bật 3D? Tại vì mình sẽ điều chỉnh cái phần camera và phần ánh sáng, thì các bạn phải bật 3D thì nó mới hiểu những cái thuộc tính đó nha. Các bạn thấy nè, nó sẽ zoom camera vào và đồng thời nó có phần ánh sáng nữa. Rồi các bạn nhớ kiểm tra ở đây đang là cái active camera ha. Nếu nó custom view 1 thì nó sẽ chuyển về như thế này. Cái này là do vùng nhìn của mình thôi. Các bạn chọn ở đây là active camera thì nó sẽ trở lại vị trí ban đầu. Rồi ở đây các bạn có thể sử dụng cái strip mà mình đã hướng dẫn cài cho các bạn phần trước đó, là move anchor point nè. Các bạn chọn này, các bạn dời tất cả những cái tâm nó về dưới hết cho mình nha. Rồi ở đây mình sẽ đầu tiên thì mình trước khi mình tạo diễn hoạt cho camera hay là ánh sáng thì mình sẽ sắp xếp vị trí nó trong 3D trước. Mình phải bật 3D lên thì camera và light mới tác động á. Rồi bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái phần vị trí cho nó phù hợp. Thì đầu tiên nè, cái phần mây này, cái phần mây này nó sẽ xa nhất. Các bạn position, các bạn tăng nó, đưa nó ra xa ha. Đưa nó ra xa. Đồng thời các bạn phải scale cho nó lớn lên để trở lại giống như ban đầu. Rồi tiếp theo là những cái phần nhà. Các bạn cũng chọn ba cái nhà này ha, các bạn position.
các bạn cũng tăng cho nó ra xa, nhưng mà nó vẫn phải gần hơn cái mây nhé. Nè, nó gần hơn cái mây. Cái mây khoảng 1.000 thì cho cái nhà ít hơn thôi. Thông số này thì các bạn có thể tùy chỉnh tương đối thôi nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn sẽ tăng kích thước cái nhà cho nó lớn lên. À, cho nó tương đối lại giống ha. Rồi, rồi tiếp theo là phần cây sa, các bạn cũng sẽ position cho nó ra xa. Nhưng mà nó vẫn phải nằm trước cái nhà nha. Nếu các bạn nè, nếu các bạn đẩy nhiều quá, nó sẽ nằm phía sau cái nhà. Là do là cái các bạn xem nè, cái vị trí position của cây sa nó đang là 200. Nó nhiều hơn cái nhà mình rồi, nhà mình có 130 thôi. Thì các bạn phải giảm lại. Thì các bạn phải đảm bảo làm sao cho cái nhà nó, cái cây sa này nè, nó sẽ gần hơn cái nhà cho mình. Rồi, ok. Khoảng như vậy á. Lan can. À, tiếp theo là phần lan can, các bạn cũng có thể position cho nó vào xíu. Rồi, sau đó các bạn scale. Rồi. Kết hợp điều chỉnh motion cho xuyên suốt. Rồi. Rồi mình điều chỉnh cho nó phù hợp thôi. Rồi nhân vật Linda. Rồi ok. Như vậy là được rồi ha. Rồi ở đây mình sẽ tạo lít phải vào, các bạn tạo cho mình một cái new camera ha. Sau đó các bạn sẽ keyframe position cho camera ở vị trí đầu và vị trí thứ 2 giây, thì các bạn sẽ cho nó zoom tiến gần vào như thế này. Các bạn có thể chọn hai keyframe này ha. Các bạn click phải keyframe assistant easy hoặc là phím tắt là F9 ha. Rồi sau đó các bạn sẽ tạo thêm cho mình cái phần line. Đây, ở đây đầu tiên mình sẽ xác định là trong cái phần này, trước tiên mình trước khi đặt phần ánh sáng á, thì các bạn phải xác định là trong phần này nó sẽ có những cái nguồn sáng nào. Bây giờ mình sẽ muốn là nó sẽ có một cái nguồn sáng mặt trời ở đây, thì cái ánh sáng nó sẽ chiếu từ đây, nó chiếu qua. À, thì đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một cái light. Ở đây mình sẽ tạo trước là đèn spotlight. Trời chiều thì mình có thể là đổi cái màu nó về màu hơi vàng vàng cam cam á. Rồi, ở đây mình không cần bóng nên các bạn không cần bật cách shadow cho mình. Ok. Đấy thì các bạn đã thấy là nó đã bắt đầu có cái phần ánh sáng rồi. Các bạn có thể lít phải vào transform, các bạn auto orange, các bạn ợp nó đi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ điều chỉnh vị trí cho nó. Các bạn nhấn motion. Các bạn có thể bật cái background này lên cho dễ nhìn ha, dễ nhìn cái sắp caro này. Không, các bạn bật tạm lên đi. Đây là các bạn cứ lướt phải vào nè, Composition setting nè, các bạn điều chỉnh cái background nào về hơi màu sáng sáng cho các bạn. Ok. Rồi, các bạn bỏ sắp caro đây. Rồi ha, tại mình nhìn cái sắp caro mình hơi hơi khó chịu xíu. Rồi, ở đây các bạn sẽ điều chỉnh cái phần đèn. Các bạn nhấn position nè, các bạn điều chỉnh. Bây giờ cái đèn của mình nó cái hướng sáng nó sẽ nằm ở bên trái, bây giờ nó qua trái xíu. Rồi các bạn cho cái đèn này nó ra xa để nó chiếu sáng được tổng quát á.
Rồi. Sau đó các bạn sổ xuống cho một like option nè. Ở đây các bạn có thể điều chỉnh cho mình cái phần cường độ sáng nha. Các bạn muốn cho nó sáng nhiều hay sáng ít thì các bạn điều chỉnh thêm. Rồi, ở đây mình muốn là tăng cái radius lên. Rồi tạm thời thì mình sẽ để cái nguồn sáng nó như thế này. À, các bạn cũng có thể vào cái phần Custom View 1 nè. Rồi các bạn vào Custom View 1 để các bạn xem cái vùng nhìn trong cái vùng nhìn camera một cách tùy chọn nha. Các bạn dùng camera nè. Các bạn xoay để các bạn điều chỉnh cái vùng nhìn của mình. Các bạn giữ chuột trái để các bạn xoay nha. Thì lúc này cái đèn của mình đang nằm ở vị trí ở đây nè. Cái đèn của mình là cái phần màu vàng nè. À, nếu mà trường hợp các bạn muốn điều chỉnh á, thì các bạn cũng có thể nắm cái đèn ở đây nè. Các bạn di chuyển. Nè, đây là mình đang di chuyển trục Y nè. Di chuyển lên xuống nè ha. Đấy. Rồi, còn đây là trục màu đỏ là trục X để di chuyển qua lại. Các bạn cũng có thể kết hợp thêm thông số R là rotation để các bạn xoay á. À, mình muốn là nó sẽ xoay hơi đây, nó hơi nghiêng tại vì nó từ một cái góc nó đi qua. Rồi. Các bạn điều chỉnh vừa điều chỉnh rotation vừa điều chỉnh position cho nó phù hợp ha. Rồi các bạn có thể về active. Cho cái này nó cao lên một xíu. Rồi đồng thời là các bạn cho nó xoay. Mình khuyên tốt nhất các bạn nếu mà chưa rành thì các bạn nên điều chỉnh bằng thông số cho mình á. Rồi thì mình vừa điều chỉnh được cái spotlight 1 ha, tức là mình cho cái đèn nè nó chiếu từ bên góc này qua thì các bạn thấy là cái phần bên này có vẻ nó sẽ sáng hơn. Rồi ở đây mình muốn giả lập thêm một cái phần mặt trời ở trong cái chỗ đám mây này á, thì các bạn sẽ tạo thêm cho mình một cái line. Ở đây mình sẽ chọn là spotlight, ok á, đèn dạng điểm. Rồi các bạn sẽ thấy là hiện tại thì nó sẽ khá là sáng. Thì các bạn có thể là vào trong cái đây, light option này, các bạn giảm intensity lại ha. Rồi, đồng thời các bạn sẽ di chuyển vị trí position cho nó đi vào. Nó đi vào ngay cái đám mây của mình nha. Đi vào ngay cái vị trí cái nguồn sáng của mình. Cấp mà các bạn muốn. Rồi.